Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết tiếp cái lỗi là 3D Warehouse require an internet connect, reconnect và child game. Thì cái lỗi này là cái lỗi mà khi các bạn kết nối vào 3D Warehouse nó sẽ báo là máy của bạn không có internet, nhưng trong khi là máy của bạn vẫn có mạng bình thường. Đấy, thì cái này nó chỉ xảy ra ở cái lỗi với phiên bản 2018 thôi. Đối với những cái phiên bản mà từ 2019 trở lên thì nó sẽ không bị. Tại sao lại thế? Thì chúng ta sẽ xem như này. Chúng ta sẽ vào một cái trang chủ, đó chính là 3D Warehouse. Đây là trang chủ của 3D Warehouse. Và các bạn chọn một modem bất kỳ. Khi các bạn chọn một modem bất kỳ thì các bạn sẽ thấy này, nó chỉ cho chúng ta tải từ cái phiên bản 2019 trở đi thôi. Còn đối với những cái phiên bản là 2018 trở xuống, nó không còn nữa. Vậy nên khi các bạn chọn vào cái SketchUp bản 2018, đây bản 2018, thì các bạn click vào cái phần 3D Warehouse này. Đấy, thì nó sẽ báo lỗi là không kết nối được với, nó báo là ở đây thì nó báo là không có kết nối với internet. Tuy nhiên là cái này là nó không kết nối được với máy chủ thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ test thử ở cái phiên bản 2019 và 2020, kể cả 2021 luôn. Mình đã cài 3 phiên bản này rồi. Cái Windows này mình cũng mới cài luôn. Đấy, để mình test cho các bạn thấy là cái chức năng này nó tại sao lại thế. Ở đây chúng ta có thể vào bằng 3D Warehouse ở đây, hoặc là chúng ta sẽ chọn vào Windows, chọn vào mục 3D Warehouse, được không nào? Đây thì các bạn sẽ thấy này, ở trong cái mục Singing into use this feature này, thì các bạn nhấn một cái là thấy nó hiển thị cái bảng đăng nhập luôn. Chúng ta thử đăng nhập xem, chúng ta chọn Singing. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện được cho chúng ta một cái bảng đăng nhập. Cái máy này thì hiện tại mình đang cài trên một cái máy ảo để mình test cái chức năng này, nên là có thể nó hơi chậm một chút. Đấy, mình đã kiểm tra thì thấy là chỉ lỗi ở cái phiên bản 2018 thôi. Còn đối với những phiên bản 2019, 20, 21 thì không có bị. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ nhảy sang một cái trang mới, nó sẽ nhảy sang một cái trang để cho chúng ta đăng nhập. Đấy, thì cứ nhảy sang được một cái trang này là được rồi. Đấy, chúng ta sẽ thử tiếp sang một cái của cái phiên bản 2020. Đây, click đây cái, nó cũng hiển thị lên một cái bảng đăng nhập. Nói chung là vậy, cái này vẫn được. Tiếp theo là một cái phiên bản 2021, chúng ta cũng thử luôn. Đây, nó có mục tải xuống này, các bạn cũng nhấn vào 3D Warehouse đó, thì các bạn sẽ thấy nó cũng có cái phiên bản, cái mục đăng nhập rồi. Ok, quay lại cái phần trang web lúc nãy mình có nói, thì khi các bạn vào tải thì nó chỉ cho phép các bạn tải ở phiên bản. Bây giờ mình sẽ lấy một cái bất kỳ ha, một cái model bất kỳ nào đó. Đây, chúng ta sẽ lấy một cái module bất kỳ thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy nó chỉ cho chúng ta tải ở 3 cái thôi, 20, 21, 20 và 19. Đấy, thì khi các bạn sử dụng cái phiên bản 2018 thì chắc chắn là khi các bạn tải về thì nó sẽ không có tương thích. Vậy nên là nó sẽ báo là các bạn không có thể kết nối được. Thì cái này là do thằng SketchUp nó đã ngắt kết nối với cái phiên bản 2018 rồi. Thì để các bạn, nếu mà các bạn vẫn có thể sử dụng được phiên bản 2018 này thì mà các bạn muốn sử dụng cả cái thư viện của SketchUp này nữa, ví dụ mình sẽ tải một cái phiên bản 2020 về đấy mà vẫn mở được cho cái phiên bản SketchUp 2018, thì các bạn sẽ sử dụng đến một cái plugin. Các bạn sẽ, cái plugin này mình cũng sẽ để ở dưới link để cho các bạn tải về nhé. Đấy, thì cái plugin này nó có tên là Open New Version này, Open New Version. Đấy, thì chúng ta sẽ cài như sau.
Các bạn sẽ chọn vào mục là Windows, chọn vào Extension Manager và các bạn sẽ cài Install Manager. Cái này mình đang chạy ở cái máy ảo, nó hơi chậm, dùng nó khó chịu quá. À, nhưng mà các bạn cố gắng đợi nhé, mình sẽ chỉ một cách chi tiết để cho các bạn dễ hình dung và các bạn có thể là tự thao tác và xử lý được những các cái lỗi này. À, bây giờ chúng ta sẽ chọn là Install Extension. Đấy, và các bạn dẫn đến một cái file plugin có đuôi là .rbz, mình đã tải về rồi đây. Đấy, các bạn chọn Open nhé. Cái đuôi này nó là đuôi rbz nhé. Đây rbz này, các bạn chọn Open này. Đấy thì nó sẽ có khi mà chúng ta tải về á, nó sẽ lưu cho chúng ta một cái file mới. Đấy, để xem cái này đã tải xong chưa. Đây, cái này đã tải xong rồi. Ok. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở cái file mới bằng cách như sau. Chúng ta sẽ tắt cái này đi này. Đấy, chúng ta sẽ chọn vào file. Đấy, ở đây các bạn nhìn thấy này, Open Newer Version. Các bạn chọn vào đây. Đấy, thì khi các bạn chọn vào đây nhé. Đây, chúng ta sẽ chọn một cái ghế trước này. Nó sẽ cho chúng ta lưu về cái phiên bản hiện tại là 2018. Đấy, đây các bạn nhìn thấy này, su 2018, chúng ta sẽ xếp lại. Ok. Đấy, sau khi nó xếp xong thì nó sẽ mở luôn cái đó cho chúng ta. Đấy, vậy chúng ta sẽ có hai phiên bản, một cái là bản 2019 chúng ta vừa tải về, 2020 vừa tải về, và một cái là 2018. Các bạn chú ý là cái này nó không hoạt động được ở cái SketchUp 2021. Những cái phiên bản mà chúng ta tải ở 2021 về ấy, nó không sử dụng được và nó không convert được. Vậy nên là nó chỉ sử dụng được những cái file từ 2020 trở xuống. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đấy, nếu mà các bạn nào mà muốn vẫn dùng SU 2018 nhưng vẫn muốn dùng thư viện ở trên SketchUp, đấy, một là chúng ta sẽ tải cái plugin vào để chúng ta sử dụng, hai là chúng ta nâng cấp cái SketchUp mới lên thì các bạn có thể sử dụng được. Còn hôm trước mình có hướng dẫn một cái video hướng dẫn khắc phục cái lỗi là đây, hướng dẫn khắc phục cái lỗi là không kết nối được internet, nó cũng là cái lỗi đó. Tuy nhiên là cái này nó chỉ sử dụng được cho phiên bản 2019 trở lên thôi, còn đối với phiên bản 2018 trở xuống thì không hoạt động được. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đấy, bây giờ thì chúng ta thấy là chúng ta hoạt động bình thường rồi. Đây, đấy, đây là SU 2018 này. Đấy, các bạn sử dụng bình thường. Được chưa nào? Đấy, còn cái này thì mình cứ đăng nhập tải bình thường thôi. Sign in này. Cái tài khoản của chúng ta nó đã kết nối ok rồi. Sau khi kết nối ok thì các bạn đóng lại thôi. Và chúng ta sẽ vào phần mềm. Đấy. Và phần mềm thì các bạn tải về bình thường. Ở đây của mình đang là phiên bản 2020. Đấy. Chạy vô tư luôn, không bị vấn đề gì hết. Còn đối với phiên bản 2018, đấy, bị lỗi nhá, lỗi và không khắc phục được. Đấy. Cái này là do máy chủ của Google nó đã
ngắt kết nối với phiên bản 2018 trở xuống rồi. Nên là các bạn có thể sử dụng bằng hai cách mình đã hướng dẫn. Tổng kết lại thì cái SketchUp lỗi not connect internet ấy thì nó sẽ có nguyên nhân chính là do Google nó đã bỏ cái phiên bản 2018 ở trên web rồi. Vậy nên là khi cái phiên bản 2018 mà sử dụng để kết nối lên Google, lên web ấy, nó không còn nữa. Vậy nên là nó sẽ báo tình trạng như vậy. Đấy, khắc phục lỗi này bằng cách là các bạn tải thêm một cái plugin là Open New Version, hoặc các bạn hãy nâng cấp cái phiên bản SketchUp của mình lên là các bạn có thể kết nối ok. Đấy, trong trường hợp mà bạn nào bị lỗi cái phiên bản vẫn từ cái 2019 trở lên mà vẫn bị lỗi thì các bạn sẽ xem cái video ở phần 1 mình đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Đấy, phần 2 này là mình cập nhật thêm những các cái phần tại sao cái phiên bản 2018 này nó bị lỗi và xử lý như nào. Đấy, thì nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy đăng ký và like để mình có thêm cái động lực. Đấy. Nếu mà các bạn nào mà làm không được á thì cứ bình luận ở dưới, mình sẽ hỗ trợ, hoặc là tham gia group của bên trung tâm sẽ hỗ trợ lại cho các bạn miễn phí. Đấy. Đấy, thì video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở những các video tiếp theo nhé. Bye bye.